Xin chào các bạn, mình là Đoàn Đại Chí, mình là nhà báo. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với lại các bạn một trong những địa điểm rất là đặc biệt mà lại khá gần ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Đấy chính là hòn đảo Thạnh An. Đảo Thạnh An là một phần của xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh các bạn nhé. Cái đảo Thạnh An này nó chỉ nằm cái rất là nhỏ so với lại cái xã đảo Thạnh An. Xã đảo Thạnh An thì phần lớn 99% của nó là diện tích là rừng ngập mặn, rừng Cần Giờ nhé. Còn cái đảo Thạnh An là cái nơi mà tập trung tất cả dân cư người ta sinh sống ở đấy thì nó chỉ rất là nhỏ. Tí nữa mình sẽ đưa các bạn đến theo. Và cũng như rất nhiều hòn đảo khác, muốn tới được Thạnh An thì các bạn buộc phải đi thuyền. Ở đây là chuyến đò. Có đò này, đò từ Cần Giờ sang. Có 3 cách để đi đến Thạnh An, là một là đi từ Cần Giờ, hai là đi thị trấn Cần Thạnh ấy, của huyện Cần Giờ, hai là các bạn đi từ thành phố Vũng Tàu. Ngày xưa thì có đường đi từ bên Vàm Náng, Gò Công qua nữa, nhưng bây giờ cái đò đấy nó ít người đi quá rồi, người ta không đi nữa các bạn. Đấy, đò Thạnh An, đò khá nhỏ các bạn nhé. Đò nó chỉ mình đi con đò đấy, các bạn vừa thấy con đò này nó chỉ dài khoảng độ chắc độ 18m, 16m thôi, ngang chắc độ 4-5m gì đấy. Đò họ cải tạo, đây là từ cái ghe đánh cá thì người ta cải tạo rồi xin phép để chở khách thôi. Những cái ngày mùa yên biển lặng ấy thì là những cái dân ở đây họ bảo là họ vẫn chạy ghe vỏ nãi từ Cần Giờ sang, nhưng mà mùa này gió lớn lắm, không thể chạy qua ghe vỏ nãi được, nó lật mất. Nên là bắt buộc phải đi đò, ngoài đò không còn cái cách gì khác. Đò từ Cần Giờ qua hay là từ Vũng Tàu qua thì là nó có nhiều chức năng chứ không phải chở người đâu các bạn nhé. Người khách du lịch, người dân đến đảo cũng không phải là chỉ có, họ chở tất cả các loại hàng hóa, xe máy, xe đạp, tất cả mọi thứ. Rồi là anh em cán bộ xã đi họp hành các thứ, các thầy cô giáo đi tập huấn đi qua đò tất cả mọi thứ, vì nó là một cái đường duy nhất, tất cả đều phải qua đò mua gạo, mua xăng, mua đồ ăn các thứ, cái đồ nhu yếu phẩm cần thiết đều là qua đò. Ngược lại nha, là cái đò này họ cũng mang hàu, rồi mang các loại hải sản, mực, những thứ là từ Thạnh An đi qua Cần Giờ để lên Sài Gòn các bạn nhé. Bây giờ tàu chạy. Mà điều đặc biệt nhất của cái hòn đảo Thạnh An này là nó được vây bởi 3 con sông. Tức là hòn đảo này rất là nhỏ, nhưng mình nói đấy, đi từ đầu đảo này đến cuối đảo chỉ có khoảng 500m thôi, nhưng mà nó được vây bởi 3 con sông. Ba con sông đấy là con sông Nòng Tàu và sông Thị Vại. Đây là hai con sông rất nổi tiếng và rất là lớn thì nhiều người đều biết rồi. Và một con sông nữa là sông Thêu. Sông Thêu thì chỉ có ai đến Thạnh An người ta mới biết thôi, và nó vì nó là sông nhỏ và nó khá ngắn. Và sông này là do người dân địa phương ở trên đảo họ gọi, nên là trên bản đồ các thứ mọi người không thấy, không cập nhật được sông Thêu. Nhưng mà nó vẫn là ba con sông xung quanh đảo. Nếu các bạn đứng trên đảo Thạnh An mà hướng theo ra ngoài phía biển, tức là ra phía đông thì sông Nòng Tàu nó sẽ là ở bên tay phải các bạn, sông Thị Vại nó sẽ nằm bên tay trái các bạn, còn phía sau lưng các bạn là sông Thêu. Cái khúc này là khúc sông Nòng Tàu này các bạn. Người dân ở Thạnh An thì cũng sinh sống chủ yếu bằng nghề biển, và có cái nghề nuôi hàu cũng là từ biển. Đây là vùng nước nợ nên là cái điều kiện tự nhiên để nuôi hàu rất tốt. Hàu ở Thạnh An hay là hàu ở Cần Giờ là một trong những loại đặc sản y chang như là hàu ở Long Sơn, Vũng Tàu các bạn nhé. Vì là Long Sơn nó cũng rất là gần đây, nó không có xa. Mình đứng trên Thạnh An mình cũng nhìn thấy rất là nhiều cái tòa nhà cao tầng ở thành phố Vũng Tàu các bạn. Các cái bè nuôi hàu ở Thạnh An thậm chí nó nhiều hơn ở Long Sơn, vì là cái vùng mặt nước nó rộng hơn các bạn nhé. Nó là nơi sông Nòng Tàu và sông Thị Vại đổ ra phía biển. Biển ở đây là vịnh Gành Dái các bạn nhé, Gành Dái của Biển Đông nhé. Đấy, các bạn thấy không, đây là quang cảnh mọi người xuống tàu này, ai cũng rất là nhiều đồ đạc, chỉ trừ một vài người khách du lịch với lại các bạn trẻ đến khám phá Thạnh An thôi. Đấy, đặc biệt một cái ở Thạnh An này, các bạn nhìn ra xa là thành phố Vũng Tàu. Ở Thạnh An là có những cái người ta chạy xe ôm đấy, mỗi cuốc xe là 5.000, tất cả các bạn đi đâu đến đảo cũng chỉ có 5.000 một cuốc xe các bạn, đi bất cứ chỗ nào ở Thạnh An ngồi lên xe máy là 5.000, chỉ có 5.000 thôi. Tất cả các cuốc xe là chỉ có 5.000 này, xã đảo Thạnh An này các bạn. Nói chung người dân ở đây vẫn sinh sống chủ yếu bằng nghề biển các bạn, nhưng là ngoài cái nghề nuôi hàu như mình nói ấy, thì là còn có nghề đi biển đánh bắt cá. Thì xíu nữa mình sẽ nói thêm, mình nói về cái cầu tàu ở Thạnh An này các bạn. Thạnh An đảo rất nhỏ nhưng mà có hai cầu tàu, vì là cái chế độ thủy triều của nó ấy. Nên là cầu tàu này buổi trưa lúc mình đến thì là
đi được, nhưng mà đến lúc mình đến tầm 11 rưỡi 11 giờ thì là chưa 11 giờ thì là cái cầu tàu đi được, nhưng mà cái tầm 11 rưỡi 12 giờ đổ về chiều thì cầu tàu này ngập nước, các bạn phải đi lên phía trên đằng kia đảo gần chỗ ủy ban á, ủy ban xã, hội đồng nhân dân á, thì là các bạn mới đi được. Đây này, cổng bắt đầu vào xã Thạnh An này, vào trung tâm hành chính xã và cũng là đảo Thạnh An. Khách nói chung là người Việt thì mọi người đến thoải mái tự nhiên, không có gì vì nó là một khu vực dân cư sinh sống thôi. Còn nếu là người nước ngoài thì các bạn phải trình các cái giấy tờ cần thiết nha, vì như hôm mình đi ấy là có cả khách nước ngoài ấy, các bạn là phải trình visa các thứ để biên phòng họ kiểm tra thì họ mới cho lên đảo các bạn nha. Đấy, Thạnh An này, đây là con đường này, là con đường xuyên suốt xã, đường xương sống này các bạn, đi dọc từ đầu đảo đến cuối đảo đây các bạn, mình đang đi này. Đấy, ở trên đảo nói chung đời sống cũng khá là phong phú, dù nó nằm biệt lập nhưng mà nói chung là mình thấy ở đây nói chung là mọi thứ đều có nha các bạn. Cái gì ở trên Sài Gòn có thì đây cũng có, quầy bán điện thoại iPhone rồi bán nói chung mọi thứ các thứ đều có. Tất nhiên là họ sẽ chậm hơn và nó ít hơn một xíu thôi, nhưng mà cái gì cũng có, tất cả mọi thứ đồ các thứ có này, đồ ăn đồ uống các thứ, mọi thứ nói chung là sinh hoạt cũng khá là bình thường. Từ năm 2015 ở Thạnh An này đã có điện rồi các bạn, tức là cách đây khoảng 4 năm rồi. Còn trước đấy thì mọi người dùng đèn dầu. Nói chung từ hồi có điện thì là thấy mọi người bảo sau khi có điện là đời sống nhân dân thay đổi hoàn toàn. Đấy, các bạn nhìn em xe nước mía bán đồ ăn, thậm chí là cả mấy cái xinô đá bào cho trẻ con, mình vừa đi qua trường học thì cũng có luôn. Mấy cái nọ hóa chất mà chuyên ở trên quận 5 họ bán cũng đầy luôn. Đấy, ở Thạnh An họ có luôn. Đấy, tất cả mọi thứ cái gì cũng có luôn nha các bạn. Nhưng mà ở đây là nước ngọt là chưa có. Nước ngọt tự nhiên vì nó đảo nó rất nhỏ, không có nguồn nước ngọt tự nhiên. Các bạn nếu mà hứng nước mưa thì chữ thôi, chữ trong bể. Nhưng mà lại có đường ống nước, có đường ống nước dẫn về dọc theo trục này này, dẫn dọc theo trục đường này, dẫn về nhà, từng nhà. Vì nước ở đây á, là xà lan họ chở từ bên thành phố Hồ Chí Minh qua bên Cần Giờ hoặc là bên Nhà Bè thì chở nước ngọt qua, xong rồi bơm vào một cái bể lớn, và bể lớn chạy dọc theo cái đường ống này. Mỗi gia đình là có quy định, nhà nào mà xài nước mà nhiều tháng xài mà quá cái quy định cái giới hạn thì là sẽ bị nhắc nhở vì nó phung phí nước quá, sẽ bị cắt nước các bạn nhé. Chứ không phải là như ở thành phố là người ta muốn mình xài nhiều nước để họ được nhiều tiền đâu. Hiện nay ở trên Thạnh An là cũng có nhà nghỉ luôn rồi các bạn nhé, có 2-3 cái nhà nghỉ, nói chung cũng khá nhỏ nhưng mà nó cũng nèo tèo thôi. Nhưng mà nói chung nếu các bạn mà muốn ở qua đêm thì cũng được, nhưng mà hầu hết là người ta không ở qua đêm vì là đảo rất là nhỏ, cũng có dịch vụ ăn uống các thứ nhưng mà nó không có tiện lợi vì nó quá nhỏ, đảo nó quá nhỏ, không có gì để chơi và khám phá cả. Mình đến cường độ vài tiếng là các bạn đi hết hang cùng ngõ hẻm trên đảo rồi, đâu có cái gì đâu. Nhưng mà nếu mà các bạn bị nỡ đò chẳng hạn thì là có thể ở lại đảo Thạnh An được, vì là vẫn có chỗ nhà nghỉ, cũng có chỗ nhà nghỉ thôi chứ chưa phải là khách sạn như các bạn. Đấy, lúc mà mình ngồi mình uống cà phê ở trên đảo thì là mấy cái gặp mấy ông này cũng lớn tuổi rồi, 50-60 à, họ đánh bài domino đó các bạn, đánh giết thời gian, đánh uống nước không à, đánh ghi điểm để uống nước là họ bảo bây giờ trên đảo là chỉ khoảng 1.500 người hộ dân, đấy là theo thống kê của chính quyền địa phương ấy. Nhưng mà thực ra người trên đảo bây giờ là ít hơn so với lại cách đây khoảng độ 1-20 năm. Vì ngày xưa là phương tiện đi lại đò từ Thạnh An qua Cần Giờ nó khó, nên là người dân ở Thạnh An họ cứ ở loanh quanh ở trên đảo thôi, họ ít khi đi đâu cả. Còn bây giờ như là trẻ con á, ở trên đảo thì nó có trường cấp 3 rồi, nhưng mà thường thường á, là nếu mà gia đình nào khá giả là cấp 3 họ cho con họ vào Cần Giờ hay vào thành phố họ, còn lên đại học thì chắc chắn là phải vào trong này. Nên mà các bạn trẻ họ học đại học xong rồi họ ở luôn ở trên Bình Chánh, Cần Giờ, quận 7 thì họ làm việc ở đấy luôn, ít khi lâu họ mới về đảo lắm các bạn. Đấy, nên là Thạnh An nói chung là nó khá là buồn tẻ. Đấy, đây là nơi cái ba con sông này, hai con sông Trung Thêu và sông Lòng Tàu nó gặp nhau này các bạn. Hôm mình đến là cái mới có cái vụ lật tàu ở trên sông Lòng Tàu ấy, nên là tất cả các cái tuyến luồng Lòng Tàu đã bị phong tỏa rồi, không có đi dọc được, nên là các cái ghe mà họ vào ở những cái thuyền lớn chở hàng vào cảng Cát Lái thì phải đi bên đằng Thị Vải, đi luồng Thị Vải các bạn nhé. Bình thường nếu mà cái mùa mà sóng gió mà êm á, là ghe vỏ lãi này tắc chán này, là họ cũng chạy từ
từ Thạnh An qua bên huyện Cần Giờ. Người dân ở đây họ hỏi Cần Giờ là bên huyện, tức là bên đảo, đảo và huyện, chứ họ không gọi là huyện Cần Giờ, chỉ còn gọi là huyện thôi là người ta biết. Hiện nay là nói chung là ở Thạnh An như mình vừa nói thì cái gì cũng có, nhưng mà có rất nhiều thứ thì cũng điều kiện nó chưa được tốt. Ví dụ như là ai bị bệnh ấy các bạn, là hôm mình đi ấy, là có sẵn có người bị bệnh, có cái bà cũng lớn tuổi rồi, thì nghe nói là lúc 12 rưỡi là cái bà bị lên cơn co giật xong rồi, là nhưng mà cái lúc đấy vì là kia ở Thạnh An họ chạy theo giờ như là chạy xe buýt ấy, không có được quá giờ, nên là 12 rưỡi thì gia đình khênh ra ghe ra đò để đi sang Cần Giờ để đi lên thành phố. Nhưng mà đúng 2 giờ ghe nó mới chạy, vì nếu mà chạy sớm thì những người như mình là đâu biết, vì là biết lịch 2 giờ rồi, nên nếu chạy sớm thì rất là nhiều khách du lịch họ sẽ bị nỡ tàu, nên là gia đình dù là người bệnh cũng buộc phải đợi đến 2 giờ. Nên là cái lúc mình lên đấy là cũng nghe nói là mấy người con của cái bà bị bệnh này cũng có vẻ không hài lòng, vì là cũng phải buộc phải đợi. Ra thì là ở Thạnh An là những cái người mà bị bệnh như vậy thì là có một cái ghe gọi là ghe tàu cao tốc nhỏ như là cái tàu tuần tra của xã dành cho những cái trường hợp khẩn cấp, tức là người bệnh ấy. Nhưng mà đúng cái hôm đấy thì người bệnh lại đúng hôm đấy cái tàu nó lại bị hư, nên là bà phải đi bằng ghe này, nên phải đợi đúng 2 giờ đấy các bạn thấy không. Lâu lắm mình mới gặp người khênh cáng đi bệnh viện như vậy. Nghe nói là sẽ có xe cứu thương lúc này đang ở Cần Giờ rồi các bạn nha. Đấy, mình đã về đến Cần Giờ, lúc đấy xe cứu thương chở bà lên thành phố luôn, không biết có qua khỏi không đấy các bạn. Nếu các bạn coi kênh của mình thì nhớ đăng ký dùm mình để mình làm thêm nhiều clip khác phục vụ mọi người nha. Đấy, và nếu có dịp thì mọi người nhớ đến Thạnh An một lần các bạn nhé. Nhớ đến đảo Thạnh An, vì là Thạnh An bây giờ nó còn rất hoang sơ các bạn ạ.